mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh giao vàng tàn lời bóng phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam nói tấm gương này để cả giải thoát chúng sinh chúng ta dập lòng người cùng ra văn quanh mình và mỗi người này sẽ là hậu ta you
Thank you.
kính đại chư tôn trưởng đạo, hội đồng giáo phẩm trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, kính đại hiền tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện tại đạo tràng trước và bên đường nhị vị tôn sư của chúng ta. Hôm nay ngày 11 tháng 10 năm Giáp Thìn, ngày 12 tháng 10 năm Giáp Thìn nhằm ngày 12 tháng 11 2024 là ngày Hủy Nhật, tôn sư của chúng con là trưởng lão hòa thượng Thượng Nhân Thích Kỳ Quang kỷ niệm lễ tiểu tường trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Thích Tuệ Sĩ đệ lục tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tăng chúng và môn đồ phá quyến của nhị vị trưởng lão tôn sư hòa thượng chúng con, tổ chức lễ tưởng niệm. Và sáng hôm nay được sự quan âm chứng minh và cử hành lễ của chư tôn trưởng lão hòa thượng hội đồng giáo phẩm trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, và vừa rồi là phần nghi lễ cúng mò và cung tiễn dạc lên nhị vị trưởng lão tôn sư chúng con. Tiếp theo đây chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng trưởng lão hội đồng giáo phẩm trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tự lập được dạc lên đường, và cung thỉnh hiện tiền chư tôn hiện đức tăng ni tự lập hướng về dạc lên đường của nhị vị trưởng lão tôn sư chúng con. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Tâm giờ đây được dạc lên đường của nhị vị trưởng lão tôn sư tuyên đọc thông bạch tiểu thường trưởng lão hòa thượng đệ lục tăng thống. Thành kính cung thỉnh hòa thượng. Con xin được tuyên đọc thông điệp của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, viện văn thống, hội đồng giáo phẩm trung ương, Phật lịch 2568, thông báo lễ điều đường đức trưởng lão hòa thượng đệ lục tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Kính bạch chư tôn trưởng lão hội đồng giáo phẩm trung ương viện tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chư tôn tịnh đức tăng già nhị bộ, kính thưa toàn thể nam nữ thiện tín Phật tử, trong đêm dài vô minh vậy lời hộ vô biên của chúng sanh, chư Phật chư tổ sư liền vì tăng già đã truyền pháp cho nhau ngọn đèn vô tận để soi sáng cung mang biển lễ độ thăm tình độ. Trong sự nghiệp nổi chỉ quyền thù thắng đó, đức trưởng lão hòa thượng Thích Tuệ Sĩ đệ lục tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã đem đi tâm phổ hóa cuộc sanh, thắp đèn về dẫn những người ra khỏi rừng tà, vẫn đức dụng giữ nền đạo thống, cất lên thăm năm sức tự hồng, khiến cho chánh pháp lưu truyền, ma vương khiếp sợ, lời dân ta đào không đất dung thân, mở con mắt sáng cho kẻ mê lầm, dừng đứng dậy nhân gì đã đổ vỡ,
mà nghĩ được Bồ Tát bảo dường nuôi chẳng điểm trong lòng tự chúng. Tròn một năm, Đức Trường Lão Hòa Thượng quay giác về Tây, niềm xúc đầu gặp mãi chân đạo, triều thống lòng tín đồ khắp tám châu luôn hướng về tri ân Phật giáo Trường Dũng Trình Thiền. Nơi đã đến đường, ngày ngày cầm hướng thân ngã, người xa càng gần, một lòng kể tục bậc tôn sư. Từ dòng đề nơi tản thản đời mình phước cái khi thầy không còn, nhận văn tư trang tài cho ước quyền thầy mãi lai, tất cả góp lại trong những quan khắc vô môn để niềm giáo cảm thầy trò nhiệm màu trong tâm hành hư công hữu thành ngã quyền vô cùng. Di sản của ngài để lại bất cứ chúng là gia tài Phật pháp với Bồ Đề Nguyện, Bồ Đề Hành và chỉ quyền bí kỹ trường phu ngã diễn nhi. Người là bậc trường phu thì ba tuân thế, và còn đấy đạo nghiệp hoàng vị của bậc giáo hội đạo sư luôn ý chí đường hướng lành đạo của thầy tổ. Đại từ giới của Hòa Thượng Trị Quang đã nhắc nhở, đại từ giới đặc biệt nghiêm khắc răng dạy sự trung thành với Phật Pháp Tăng, cấm xú phù quyền thế, cấm phi bản đạo đạo, cấm thuyết pháp hài đạo, cấm phóng cửu chùa trong đạo, cấm nạp tăng tịch cho chính quyền, cấm mặc cho đồng đạo bị chính quyền sai sự. Đại thừa giới lại cấm trợ ngại sự xuất gia hành đạo, sự kiến thiết từ biển, sự bảo lộc đạo tràng. Đặc biệt hơn nữa, đại thừa giới cấm hại nước hại dân, làm gián điệp, nhất là gián điệp ngoại giao. Chỉ có thể mà thôi, đại thừa giới còn đang làm quỳ hồ pháp trích Bồ Tát giới của thường nhân Trí Quang. Dù huyền thân của Đức Trường Lão Hòa Thượng là tam bảo bổ đài, nhưng lời tha thiết được các cất lên từ phòng tĩnh hùng lực và trí tuệ, từ bi nhân nhục khoan dung của bậc thầy tôn quý vẫn còn được lưu xuất trong đời sống tu học của bậc giáo đồ Việt Nam khắp năm châu. Chúng đệ tử của Phật từ Việt Nam trong nước cùng như ngoài nước cùng chấm một việc thẩm tổ tiên, cùng tôn thờ một đức tôn đạo sư, hay cùng hòa hiệp kiếm nữa với xưa, thì ở trong Phật pháp mới có sự tâm lý an lạc. Hãy quên đi những bất đồng quá khứ và hiện tại, để trong cả hoạt động của Phật sự, hãy quên đi những lỗi lầm của người này hay người kia. Hãy hòa hiệp nhất trí hoằng dương chánh pháp trên cơ sở giáo nghiệp được lưu truyền trong tam bảo thánh giáo, để công phu công ơn tài bồi của sư trưởng, công đức hy sinh vô vị của chư vị tăng ni và phật tử, từ trong sự sáng trong sáng đó của chánh pháp, vì sự thánh tịnh và hòa hiệp của tăng già, đã từ chấm mình làm ngọn đuốc soi đường để chúng ta ngày nay vẫn bước trên đường thánh viên thành thánh đạo, thông mật thấm mật thành lập hội đồng chiến dịch tam hoàng âm thờ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, thẩm thoát thời gian giao theo quy luật vận hành của đất trời không còn đủ, thời tiết bổ mùa đã đến tuần làm tiệc đường của Đức Trường Lão Hòa Thượng. Đây là nhân duyên để đại chúng bày tỏ lòng biết ơn đến bậc tôn sư cả kính.
Hội đồng Giả phẩm Trung ương Việt Nam Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cùng chư tôn tình đức tăng già nhị bộ, thiện lý Phật từ gần xa, thành tâm công thiết đạo tràng, bảo ơn tượng niệm gia linh đức trưởng lão hòa thượng Đệ Lục Tam Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, tức là ngày 12 tháng 10 năm Giả Thìn, tại chùa Phật Ấn, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với chương trình đã được công bố. Đề báo đã ấn đức đàn bộ ngài và biết mà, nhưng pháp thân của Phật xuất trần thường suy vẫn còn đang lưu truyền để chứng thân Phật giáo nước nhà, làm cho tổ ẩn trùng quá pháp giới chúng sanh thẩm dùng ơn thế độ. Cuối đề giả thánh vượt thầy công kính, chúng con xin nguyện tiếp nối hành nguyện của ngài bằng việc thực hành chánh pháp, lời đọc quần sanh qua lời giáo dạy của chư tổ mà ngài đã trùng tuyên khuyến dẫn đồ chúng cảm đức từ bi để nhiều kiếp nguyện đó thân cầm đổi ơn cứu độ, nát muôn thân thà chịu đắng cay cứ trần lạc đàm phủ của trần nhân tâm. Nam mô từ lớn tế chánh tâm tử thập tử thể Việt Nam Phật giáo thống nhất giáo hội Đệ Lục Tam Thống Đại Bà Vì Thủy Thượng Nguyên Hà Chứng Thiều Huệ Sĩ Trường Lão Hòa Thượng Giả Linh Pháp Đại Chứng Minh Phật Án Từ Phật về 2568 ngày 16 tháng 9 năm Giả Thìn, tức là ngày 18 tháng 10 năm 2024, thừa ủy nhiệm Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Chánh Thư Ký Xử Lý Thường vụ Viện Tam Thống tùy theo thích đức thẩm ẩn ký kính bạch chư tôn đức và nhân dịp hòa thượng chúng con thượng nhân kỳ quan cùng nằm trong ngày quý vị hôm nay, chúng con xin phép quý vị đứng nhân bài lễ cốt của ngài để tất cả tứ chúng thông bạch. Thông bạch này mời các vị đồng tiến đồng hành với những người quen biết Phật tử thì ai cũng được dạy rằng đời người trọng đại nhất là sự sống và sự chết. Tôi muốn một cái chết thanh nhàn miễn hết mọi sự thông báo tiền đưa phụng viếng nghi về xây thả với đôi điều yêu cầu, thì xin để lại một vị tro tàn của cái xác thân để được cùng thờ Đức Mâu Ni. Phật giáo Đại Việt vi tráng và hùng tráng, tôi nguyện ước sống cũng như thế, nhiệm được chỉ vì của phong cách ấy, phong cách ấy là mãi mãi sáng hơn nơi bao lực đi theo chân của Đức Phật. Sự đồng hành của Ma Quân và của ngài ngoại đạo chỉ là vận động khí thiên của đất nước cùng ánh sáng của đuốc tuệ vẫn còn sáng hơn. Ma Quân và ngoại đạo họ muốn cùng chẳng hạn đi được Sài Gòn từ 2546 tùy theo Thích Kỷ Quang Tôn Kính Tác Phật. Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đại Chứng Minh. Chúng con xin niệm ơn lời tuyên đọc thông bạch tiểu tường cổ trường lạc hòa thượng Đệ Lục Tam Thống. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa thiện nam thiện nữ phật tử, mục đích tối hậu của Phật giáo là giác ngộ và giải thoát. Suốt mấy ngàn năm Phật giáo Việt Nam tục với tôn chỉ tên là Hộ Quốc
dưới là an dân. Những lời thông bạch tiểu tượng vừa rồi cũng nói lên ý niệm hộ quốc và an dân. Giờ đây được giảng lên đường và dưới nhị vị tôn sư với lòng thành kính cúng dường, chúng con xin được giới thiệu Phật tử Diệu Bình có lời thơ ngâm để cúng dường nhị vị trưởng lão hòa thượng tôn sư. Xin mời Phật tử Diệu Bình đội được giảng lên đường. Đây là bài thơ mà sắp ở đây Phật tử Diệu Bình sẽ tự giới thiệu bài thơ này và diễn ngâm cũng nhờ gì vì tưởng lão không còn được. Nam mô A Di Đà Phật. Thơ của hòa thượng Thích Thải Hòa kính tặng hòa thượng Tuệ Sĩ. Xa ba tiếng cười. Yeah.
sư Phật Hình. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, để theo chương trình là thắp hương và tưởng niệm vì vị được lão Hòa Thượng Tôn Sư, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn được lão Hòa Thượng Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Sám Chủ, chư tôn Thiện Đức Tăng thường về được giác lên đường. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng thảo cùng với phái đoàn để dâng hương cúng dường nhị vị trưởng lão Hòa Thượng Tôn Sư. Thank you.
lễ tưởng niệm Hủy Nhật và tiểu tượng nhị vị Trường lão Hòa thượng Công Sư của chúng con đến đây đã thành trụ viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn Trường lão Hòa thượng trong hội đồng giáo phận Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thành kính cung thỉnh Hòa thượng Giáo chủ, thành kính cung thỉnh chư tôn Hòa thượng chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni con xin được niềm ân tên như tôn hòa thượng chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Đến giờ này lễ tưởng niệm nhị vị trưởng lão hòa thượng Công Sư của chúng con và thành phần viên mãn, chư tôn Đại Đức Tăng Ni để tham dự lễ tùy nghi lễ bái ở giữa ngài cùng tọa trên đường, sau đó Nam chung từ nay một lòng chúng ta.